Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị và các bạn, đã nghe tiếng trống báo xuân rộn vang sông núi, đã nghe lộc biếc chồi non ngấp nghé trên ngọn cỏ cành cây, đã nghe tiếng hát chèo trong hội xuân cùng cánh én vút bay, báo hiệu một mùa xuân mới với biết bao sự kiện trọng đại của đất nước, với biết bao kỳ vọng và ước vọng, với một niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong chương trình hát chèo hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cất cao tiếng hát mừng xuân.
Vừa rồi là bài Tiếng Hát Chào Xuân do Văn Xoan soạn lời theo điệu Ngầm Sổng và Luyện Nam Cung, nghệ sĩ Minh Nguyệt cùng Tốp Nữ thể hiện. Hai nghệ sĩ ưu tú Xuân Hanh và Minh Tâm song ca sau đây bài Khúc Hát Xuân Nay, lời của Công Sáu viết theo điệu Đường Trường Bán Thước. Đây là bài Xuân Ấm Quê Hương do Khúc Hà Linh soạn lời theo điệu Quạt Màn, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Ánh hát.
Nắng đào như mật trải sang dòng sông lấp loáng ngỡ là tấm gương tiếng chim ríu rít trong vườn mùa xuân náo nức tỏa hương ràng bâng y quăng sao y xuyên y ơi đất y đang y đang chuyển mình hơi ấm len nhanh y hương lành trên y ngàn y xanh đồng lúa biếc y đang y trái gấm soi hoa đào khoe màu tươi mùa xuân đi đến đi tỏa hơi ấm đi cho người sông Thái Bình xuân đi đến đi mang hơi ấm đi đến đi cho muôn nhà đất quê mình đang đi lên phơi phới xuân đi đến đi đang sưởi ấm đi đến.
Bài Ngày Vui Ước Hẹn do Xuân Mật viết lời theo điệu Đường Trường Phải Chiều, nghệ sĩ Duy Thuân và nghệ sĩ ưu tú Hồng Ngát cùng trình bày. Trúc sinh trúc mọc đầu đình, em sinh em đứng một mình đợi ai. Kết thúc chương trình là bài Mừng Đảng Mừng Xuân do Nguyễn Trung Nhẫn soạn lời theo điệu Tứ Quý, nghệ sĩ Thanh Tuyết cùng tốp nữ trình bày. Thank you.
ánh mắt như được nhân lên, đời hạnh phúc vững y bền y. Câu lòng dân y đàng y. Chúng ta vừa nghe một số tiết mục hát chèo tiếng hát mừng xuân. Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Chương trình này do biên tập viên Mai Văn Lạng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Ái, chào tạm biệt. Ái, chào tạm biệt. Ái.